Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Viettel Store TV. Bằng cách thu nhỏ màn hình và rút gọn một chút về mặt cấu hình, Vivo cũng đã trình làng thêm một cái sản phẩm mới có thiết kế màn hình không viền cao cấp với mức giá tầm trung phù hợp với túi tiền của phần đông người dùng. Vậy thì phiên bản này có đáng mua hay không? Hãy cùng Viettel Store đánh giá Vivo V7 và xem thiết bị này được rút gọn những gì so với phiên bản Plus ra mắt trước đó ít lâu nhé. Vivo V7 vẫn có thiết kế ấn tượng như Vivo V7 Plus với màn hình không viền. Cạnh viền màn hình được bo cong cho cảm giác vuốt chạm thích tay. Mặt lưng cũng được bo cong liền khối cho cảm giác cầm nắm tốt hơn. Nhìn chung thì máy vẫn có độ hoàn thiện tốt và được đánh giá là smartphone có thiết kế đẹp trong tầm giá 7 triệu đồng. So với Vivo V7 Plus thì thiết bị có kích thước nhỏ gọn hơn khi sở hữu màn hình là 5,7 inch thay vì 6 inch như là người anh cả. Ngoài ra thì phần nắp lưng của máy cũng được làm từ nhựa, trong khi đó thì V7 Plus sử dụng kim loại nguyên khối. Về cơ bản thì Vivo V7 vẫn có cấu hình rất là mạnh khi sở hữu con chip Snapdragon 450 và 4GB RAM tương tự như Vivo V7 Plus. Điểm khác biệt đó chính là dung lượng bộ nhớ trong là 32GB trên Vivo V7 thay vì là 64GB trên bản Plus. Với cấu hình như vậy thì Vivo V7 vẫn có khả năng chơi game đỉnh cao, đủ sức chiến những cái game nặng nhất hiện nay ở mức setting vừa phải. Qua thử nghiệm thực tế với tựa game Asphalt 8, máy không hề có hiện tượng giật lag hay là nóng lên bất thường. Xu hướng thiết kế năm nay là màn hình tràn viền và Vivo đã làm được rất tốt điều đó trên Vivo V7 Plus. Giờ đây thì hãng lại đưa điều đó trở lại với phiên bản V7 nhỏ gọn hơn. Tuy kích thước thu gọn về mức là 5,7 inch cho cảm giác cầm nắm vừa tay, nhưng độ phân giải vẫn được giữ nguyên ở mức HD+. Màn hình tỷ lệ là 18:9 cho cảm giác máy dài hơn và thon gọn hơn. Khả năng hiển thị màn hình LCD của Vivo V7 khá là tốt. Màu sắc được tái tạo chân thật, không quá nịnh mắt nhưng cũng không quá mờ nhạt. Khi ra ngoài trời nắng gắt thì khả năng hiển thị của máy cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được. Ngoài thiết kế thì khả năng chụp ảnh là một trong những điểm nhấn chủ đạo khi Viettel Store đánh giá Vivo V7. Thông số camera của máy cũng không có gì thay đổi nhiều so với người đàn anh V7 Plus của mình. Camera chính của máy có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f/2.0 cho khả năng bắt nét khá tốt trong điều kiện đủ ánh sáng. Màu sắc của bức ảnh cũng được tái tạo trung thực và chi tiết từng sắc nét. Camera selfie mới chính là điểm mạnh của máy này khi sở hữu độ phân giải có thông số khá khủng lên đến 24 megapixel, khẩu độ là f/2.0. Bên cạnh đó thì khả năng selfie của máy còn được hỗ trợ bởi hiệu ứng ánh trăng cho màu sắc da trung thực, công nghệ làm đẹp tự nhiên độc quyền Face Beauty 7.0 cho chính Vivo tự phát triển. Ảnh chụp từ camera trước theo đánh giá khá tốt trong điều kiện đủ sáng và trong môi trường ánh sáng phức tạp. Khả năng chụp ảnh selfie xóa phông cũng vô cùng ấn tượng mặc dù chỉ là xóa phông bằng phần mềm. Và đó là những nhận định và đánh giá Vivo V7 của Viettel Store. Theo bạn thì với mức giá 7 triệu đồng thì đây có phải là thiết bị đáng để sở hữu hay không? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì Viettel Store TV xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.